rất là nhiều đơn hàng cả nhà ha. Buổi trưa nè, mới vừa có xe bên Vietnampost đến lấy hàng, bây giờ tới những xe gắn máy lấy hàng nha, rất là nhiều hàng, chưa ăn bán rất là được đó. Mới vừa xong cái buổi lễ cúng cơm và buổi lễ của tụng kinh cho mẹ của Thanh Mỹ nha cả nhà. Hôm nay ngày rất là đặc biệt, rồi luật sư cũng mới vừa rời khỏi nhà chuyện lo xong. Mình thấy hồi nãy trên xe của mấy cái xe bên Vietnampost lấy hàng ở nhà là mình thấy đa số là tại Yến nhiều hơn đó, những thùng hàng rất là lớn đó cả nhà, Yến không. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 10 ở nhà nên thấy đơn hàng cũng khá là nhiều nha. Sáng vừa giờ là đơn khách đến mua, rồi một phái đoàn từ Phú Quốc cũng ghé để mua hàng, rồi mấy cô cũng mới vừa về xong. Rồi khách cũng lai gai đến mua hàng, nãy giờ cũng có xe đến mua hàng rất là nhiều đó nha. Những cái đơn hàng mà trong nội thành thì chúng ta có thể chuyển trong vòng 1 tiếng đồng hồ là có hàng cho cô chú chị bạn rồi. Còn những đơn hàng ở ngoài tỉnh thì chúng ta có thể là mất đến 1 đến 2 ngày, xa hơn thì 3 đến 4 ngày á. Chú Chánh ở cái nhà cũng mới vừa cúp nhang xong đó, bên giỗ của mẹ của Thành Mỹ. Mình nhận thấy cái buổi cúng cơm của mẹ Thành Mỹ cả nhà cũng diễn ra cũng đơn giản ấm cúng lắm nha, không có mời khách gì nhiều á, là những người thân trong gia đình đó, họ biết thì họ đến để cúng cơm với Thành Mỹ thôi. Nó cũng cũng mới vừa có một cô mới vừa rời đi cả nhà ha, cũng chắc cũng bà con của bên chị Loan á, với Thành Mỹ luôn. Thì cậu Năm mất đi rồi, bây giờ hiện tại ngôi nhà này thì chị Loan là chủ rồi, nên mọi việc cúng kính này nọ thì tất cả đều phải do chị Loan lo toan hết ha, từ đám giỗ tổ tiên ông bà cho đến những đám giỗ gần đây như sắp tới đám giỗ của cậu nè ha, cũng một tay chị Loan lo hết. Còn những vấn đề khác mà những người bên kia họ lo thì họ lo bằng cái tình cảm của anh em thôi, còn chính vẫn là chị lo nha cả nhà, chính vẫn là chị lo để lo hết cho mọi việc. Hoặc là những cái bàn thờ mà chi nhánh thì đó thì không có ý nghĩa gì đâu, thì họ thương họ họ thờ thôi, chứ còn vấn đề chính thì vẫn là bàn thờ tại số 5 Đoàn Thị Điểm. Còn những bàn thờ chi nhánh mà bên kia thì họ cứ tạo dựng 100 cái hay là 1.000 cái cũng vậy thôi cả nhà ha, cũng hương khói cho cậu thì rất là tốt rồi, nhưng mà cái người mà theo tâm linh thì người mất thì sẽ quay về nhà của họ thôi, chứ họ không có đi, đi đâu khơi khơi hết, tại vì nơi nhà là ấm cúng nhất, tại vì trước khi họ mất họ còn phải về lại ngôi nhà của mình, mà huống chi là mất rồi mà họ có cái gì mà phải lưu luyến lại những căn nhà chỗ khác là như vậy. Nên cho dù bên kia họ có tạo dựng thêm 100 cái bàn thờ chi nhánh cũng vậy cả nhà ha, mình nghĩ là như vậy. Thì giống như người 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 sống thôi, khi mà họ còn sống á, dù họ đi đến chơi nhà bạn thì 1 2 ngày họ về thôi, chứ đâu họ ở lâu được. Còn nhà mình thì họ ở lâu, họ ở hoài được, nó còn đến nhà bạn chơi thì 1 tiếng đồng hồ 2 tiếng, khi kẹt cảnh lắm thì ngủ lại qua đêm về thôi. Nói chuyện mà họ tạo dựng bàn thờ ra để lấy tên tuổi của cậu thì cái chuyện đó là việc của họ, họ có làm điều không đúng thì họ sẽ lãnh nghiệp thôi hết cả nhà. Nếu buổi trưa thì hướng nhà của chị Lo rất là nóng nha, nên buổi trước thì phải dùng cái tấm những tấm cạc tông này để che xe nè, rồi bên đây có một thêm cái áo của xe hơi ha. Đó. Thì sắp tới là vụ kiện của chị Hồng Loan cũng dần dần đi vào kết thúc cả nhà ha. Thì trong tháng 10 này, bữa nay là ngày 12 tây rồi, thì trong tháng 10 á, thì bên tòa sẽ thông báo về cái lịch xét xử cụ thể để cho cả nhà cùng nắm và theo dõi về vụ kiện này, thì bên chị Loan sẽ thông báo đến cho cộng đồng để biết đó, thì kết quả thắng thua thế nào thì xét xử
tại tòa sẽ phân định rõ ràng ai đúng ai sai đó, hoặc là những có kèm theo những cái đơn kiện để không cho phía bên kia họ cứ suốt ngày mà đi ở không kiện hoài cả nha. Mình nghĩ là bên tòa sẽ có cái biện pháp hạn chế đến để cho họ không còn kiện kiện được nữa, chứ bây giờ không lẽ suốt ngày mà cứ ăn xong một kiện hoài thì mất thời gian quá, mất thời gian cả hai bên rồi mất thời gian luôn cả bên phía tòa án nữa, tại nguồn nhân lực của tòa cũng có giới hạn, mà quản lý một quận một huyện thì biết bao nhiêu ngàn con người, mấy triệu người nữa nha, rất là đông, rồi họ phải lo xử lý những vấn đề quan trọng khác hơn nữa, những chuyện tranh chấp đơn giản này mà họ cứ kéo dài mãi thì sẽ tạo một cái dư luận không tốt, tạo ra một cái xã hội mất trật tự nữa, rồi biết đâu chừng thì sẽ tạo ra một cái hệ lụy, thì vụ của Hồng Loan chưa xong thì lại kéo thêm những vụ Hồng khác nữa, ví dụ như Hồng Kông hay là Hồng Hồng gì nữa, nó rất là nhiều vụ. Nên mình nghĩ là sau khi phiên tòa kết thúc thì bên phía tòa án hoặc là phía chính quyền của mình phải có một cái biện pháp ngăn chặn ngăn đe gì đó với bên kia để cho họ không còn kiện những cái lá đơn vô cớ này nữa. Thì xét về chứng cứ hay xét về những cái vấn đề liên quan đến pháp lý thì họ cũng không có một cái tờ giấy gì để chứng minh được đó là họ có tài sản hoặc là họ có một cái thông tin gì liên quan đến gia đình của Hồng Loan cả nhà. Còn Hồng Loan thì có tất cả đầy đủ rồi, từ thẻ xanh, từ hộ khẩu nè, từ giấy tờ đi sang nhượng nè, cả nhà biết là đâu phải là muốn đi sang nhượng một tờ giấy đất đai hay là một tờ giấy liên quan đến tài sản mà nó dễ đâu cả nhà, phải xét phải này nọ rất là nhiều thứ thủ tục, mà Hồng Loan đã đi sang nhượng được rồi thì tất nhiên là tính hợp pháp hợp lý của Hồng Loan nó đã có đầy đủ rồi. Đây cũng có một vị khách vừa mới tới nhà chị Loan nè, mình xem có khán giả hay là người nhà đây. À cũng là khách đến đến mua hàng cả nhà, rồi cũng rời đi. Khách bây giờ chơi sang lắm, bây giờ đi đến mua hàng là toàn là chơi đi gáp không à, tốc hành luôn đó nha. Còn phía bên kia mà họ có những thông tin gì liên quan đến chị Hồng Loan, mình nghĩ chắc tin bịa đặt là nhiều. Cái chuyện mà nói về Hồng Loan bất hiếu hay nói về chị Hồng Loan mà ăn cắp tiền qua mình, em thấy chuyện bình thường. Bất hiếu ai chả bất hiếu, dù hồi nhỏ thì tất cả ai lớn lên thì cũng phải có một cái lần phải là lầm lỗi hoặc là sai lầm. Chuyện đó bình thường cả nhà nhé. Không có đánh đồng được vấn đề mà bất hiếu hay là trộm tiền ba mẹ được. Còn bên thách thức của ông Bảy đòi xét nghiệm ADN gì đó, mình nói chuyện đó hoàn toàn vô lý nữa, không có kết quả là tốt đâu cả nhà ơi, nếu mà xét nghiệm á.